Chào các bạn nhé. Giờ Lan sẽ hướng dẫn cho các bạn cái bài Quinocero nhé. Ở cái bài này nó gồm có 4 tổ hợp. Mỗi một tổ hợp gồm có 4 bước. Mỗi bước gồm có 8 nhịp nhé. Mình sẽ đếm từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nhé. Sẽ xoay dần từng bước một theo chiều cánh tay phải của mình nhé. Và cuối cùng là bước thứ tư mình sẽ trở lại cánh tay trái của mình nhé. Là hết một tổ hợp. Tổ hợp 1, mình sẽ bước chân phải lên trước. 1, chân trái lên. 2, chạy 3 bước. 3 và 4, chân trái lên. 5, chân phải gập. 6, 7, 8. Đến bước thứ 2 là mình sẽ dùng cái chân trái bước lên và xoay theo 90 độ sang chiều cánh tay phải của mình. 2, 2, chạy ngang 3 bước nhé. 3 và 4. Bây giờ mình sẽ đưa cái chân phải ra, đưa ra rồi kéo về. Đúng không? Khi mình kéo nó về thì đồng thời mũi chân trái của mình nó cũng xoay theo, đúng không? 5, 6, 7, 8. Bước 3, mình sẽ bước chân phải lên, chân trái đặt tại chỗ. 3, 2, lùi 3 bước nhé. 3 và 4. Bây giờ đến chân trái lùi. 5, chân phải gập. 6, mình đã hất lên. Cái chân trái hất lên rồi đặt xuống này. Là người ta đặt, khi mình đặt 7 và 8 có nghĩa là khi nào chân nào hất lên thì chân đấy sẽ đặt xuống. Là nó sẽ được sử dụng 2 lần, đúng không? 7 và 8. Bước 4 là bước nào? Mình sẽ bước chân trái qua mặt, bắt chéo sang chiều hướng tay phải của mình. 4, chân phải nâng lên rồi xoay nhẹ nha. 2, bước qua mặt. 3, chân trái bước theo. 4, chân trái, chân phải lùi về một bước. 5, chân trái lùi về tận chỗ. 6, mình sẽ xoay tròn nhé, trở lại cái nách trái của mình. 7, 8, kết thúc tổ hợp 1 là mình ạ. Trở lại đây bây giờ, tiếp tục đi tổ 2, sẽ bước chân phải lên. 1, 2, chạy chân trái 3 bước. 3 và 4, chân trái lên. 5, chân phải gập. 6, trở về. 7, chân phải gập. 8, bước 2 là đưa chân trái lên xoay 90 độ, xoay chiều hướng cánh tay trái phải của mình. 2, 2, chạy 3 bước nhé. 3 và 4, đưa chân phải ra theo với cái cánh tay phải của mình này. Khi đưa về đồng thời với chân trái của mình xoay theo này. 5, 6, 7, 8, bước 3 nhé. Bước chân phải lên, chân trái tận chỗ này. 3, 2, lùi 3 bước. 3 và 4, chân trái lùi về. 5, chân phải gập. 6, hất chân trái lên rồi đặt xuống này. 7 và 8, bước 4 nhé. Là mình sẽ bắt cái chân trái này, bắt chéo qua mặt, bước sang cánh tay phải trái của tay phải mình nhé. 4 này, xoay nhẹ chân phải này. 2, bước chân phải qua mặt. 3, chân trái bước theo. 4, chân phải lùi về. 5, chân trái đặt tại chỗ. 6, mình sẽ xoay cái chân trái phải này, đúng không? Xoay tròn, trở lại cái hướng bên tay tay trái của mình. 7, 8, tiếp tục. 1, 2, 3 và 4, chân trái lên. 5, chân phải gập. 6, trái về. 7, chân phải gập. 8, bước 2 là xoay 90 độ, dùng chân trái xoay 90 độ sang cánh tay phải của mình. 2, 2, chạy 3 bước. 3 và 4, đưa cái chân phải đặt sau này, đưa ngang qua với chân tay trái theo hướng tay phải của mình nhé. Khi mình kéo ra đưa về thì đồng thời cái chân trái xoay theo này. 5, 6, 7, 8, bước 4, 3 nhé. 3, 2, lùi. 3 và 4, chân trái lùi. 5, 6, 7 và 8 thì mình sẽ hất cái chân trái lên rồi đặt xuống này. 7 và 8, bước 4 đó. Bước 4 mình sẽ bước cái chân trái bước chéo qua mặt đi sang hướng cánh tay phải của mình. 4, đúng không ạ? Chân phải nâng lên xoay nhẹ. 2, bước qua mặt. 3, chân trái bước theo. 4, chân phải lùi về một bước. 5, chân trái đặt tại chỗ. 6, bây giờ mình sẽ dùng cái chân phải này xoay tròn theo cánh tay trái của mình. 7, 8, tiếp tục. 1, 2, chạy 3 bước. 3 và 4, chân trái lên. 5, chân phải đặt tại chỗ. 6, chân trái về. 7,
phải thật, dám. Bước thứ hai, mình sẽ dùng cái chân trái xoay 90 độ sang cánh tay phải của mình. Hai, chạy ba bước, ba và bốn. Bây giờ mình đưa chân tay, đưa cái chân phải sau này, đưa ra ngang với cánh tay trái nhé, theo kiểu cái cánh tay phải của mình đưa ra để kéo về, khi mình kéo về thì chân trái để chạy theo nhá. 5, 6, 7 bài hoàn chỉnh nhé. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn video sau. Xin chào.